Chào mừng các bạn đã đến với kênh Bạch Tới Calisthenics, tiếp tục với series tập luyện dành cho người mới. Thì đúng theo yêu cầu của các bạn là hôm nay chúng ta sẽ có 12 phút tập bụng nâng cao hơn so với 10 phút hôm trước. Tất nhiên đồng hành cùng với chương trình tập luyện ngày hôm nay cũng sẽ là một bạn mới như trước giờ, đó chính là Nam Anh. Và buổi hôm nay cách xếp xếp bài của mình cũng làm sao đó để tối hóa quá trình đốt mỡ trong người của bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ có một bài HIIT cardio cường độ rất cao để giúp đẩy nhịp tim của bạn lên cao. Khi nhịp tim của bạn được đẩy lên cao ấy, thì quá trình trong đốt mỡ trong người của bạn nó sẽ được thúc đẩy, và tiếp theo sẽ là những bài tập liên quan đến phần tác động vào phần bụng trên cũng như bụng dưới của bạn để giúp xây dựng phần cơ bụng của các bạn. Đó, buổi tập hôm nay nó sẽ là như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chi tiết của video hôm nay và nói thêm một chút xíu, đó là với cách tập này nó vừa thúc đẩy quá trình đốt mỡ, nó vừa kích thích tạo phần cơ bụng của bạn nên nó sẽ rất hiệu quả, và mong rằng nó sẽ có hiệu quả với các bạn trong vòng khoảng cỡ từ 2 cho đến 3 tuần. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chi tiết của video hôm nay. Chuẩn bị, chúng ta sẽ có 30 giây nhảy jumping jack. Ở đây mình không yêu cầu các bạn phải nhảy lâu, nhưng mà các bạn phải nhảy thật nhanh. Mục đích đó là để đẩy nhịp tim của bạn lên cao nhằm huy động khả năng đốt mỡ ngay lập tức của cơ thể của bạn. Và khi thực hiện động tác, các bạn nên phân bổ đều lực ở phần chân của mình, không nên dùng mũi chân để nhảy quá nhiều. Dùng mũi chân để nhảy quá nhiều thì hôm sau các bạn sẽ bị đau phần bắp chuối. Và bởi vì chúng ta đang thực hiện động tác nhanh nên nhịp thở của bạn sẽ rất khó kiểm soát. Miễn làm sao các bạn thở đều là được, không cần phải thở theo một nhịp bất kỳ nào. Và bây giờ chúng ta sẽ có 30 giây nghỉ để chuẩn bị chuyển qua bài thứ hai, và mình sẽ hướng dẫn ngay cho các bạn bài thứ hai. Bài thứ hai sẽ là bài crunch. Lúc thực hiện, các bạn co chân chạm đất để ổn định phần hông, bắt chéo tay của mình qua cổ khi thực hiện động tác. Lúc thực hiện, các bạn gồng bụng kéo người mình về phía trước, đồng thời kết hợp với việc thở ra, thì như vậy cơ bụng của bạn sẽ được gồng một cách hiệu quả hơn. Xuống thì các bạn hít vào, và sắp hết 30 giây nghỉ, chúng ta sẽ chuẩn bị chuyển qua bài thứ hai, tức là bài crunch. Để đạt tối đa độ hiệu quả của động tác thì lúc thực hiện, các bạn nên thực hiện động tác chậm rãi. Lúc xuống thì các bạn cố gắng làm cho bụng của mình giãn ra tối đa, và lúc lên các bạn không cần phải lên quá cao. Lên làm sao để cảm nhận bốn múi trên của mình co tối đa sẽ là được. Kết hợp với việc thở ra mỗi khi gồng bụng sẽ giúp cho bạn gồng bụng một cách hiệu quả hơn và co tác động vào bốn múi trên một cách tối ưu. Và tiếp tục, chúng ta sẽ có 30 giây nghỉ, và trong thời gian nghỉ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bài thứ ba, đó là bài leg raise. Bài này sẽ tác động cực kỳ nhiều vào phần bụng dưới của bạn. Lúc thực hiện, tay của các bạn đè chặt xuống đất để ổn định phần hông của mình, tránh rung lắc quá nhiều. Đó là hai form, form mình thì lưng chạm đất hoàn toàn, còn form của Nam Anh thì đẩy người lên phía trước cho nhẹ. Các bạn sẽ có hai sự lựa chọn về form tương tự như mình vừa thực hiện. Và bây giờ chúng ta sẽ hết 30 giây nghỉ, chuẩn bị vào bài thứ ba leg raise. Hai form các bạn chú ý điểm khác nhau của nó, đó là form nằm hoàn toàn thì nó sẽ nặng hơn do biên độ chuyển động của phần cơ bụng của bạn sẽ nhiều hơn. Còn với form các bạn chống tay như Nam Anh đang thực hiện thì nó sẽ nhẹ hơn, nhưng mà độ hiệu quả của nó sẽ thấp hơn. Tùy vào sức của các bạn mà các bạn có thể điều chỉnh form hợp với chính mình. Lúc đưa chân lên, tức là bụng của các bạn co thì tranh thủ thở ra, xuống thì hít vào, cố gắng thực hiện chậm rãi để tác động tối đa vào phần bụng. Sau một bài bụng trên và một bài bụng dưới tập chậm rãi như vừa rồi thì tim của bạn nó đang nghỉ đủ, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy tim của bạn hoạt động nhanh để huy động khả năng đốt mỡ. Đó là bài Mountain Climber. Lúc thực hiện, các bạn chống tay vuông góc với mặt đất, chạy ngay tại chỗ của mình, gồng chặt phần bụng của mình, rút chân của bạn thật nhanh. Như vậy tim của bạn sẽ đập rất nhanh và huy động khả năng đốt mỡ ngay lập tức của cơ thể của bạn. Bây giờ sắp hết 30 giây nghỉ, chuẩn bị chuyển qua bài Mountain Climber. Cố gắng thở đều, duy trì nhịp thở của mình ổn định trong lúc thực hiện động tác, đẩy tốc độ của bài tập lên thật nhanh để huy động khả năng đốt mỡ của cơ thể thật là hiệu quả. Chắc chắn sau bài này thì tim của bạn nó muốn lò ra khỏi lòng ngực rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị chuyển qua bài bụng trên, đó là bài L thu thất. Với bài này sẽ có hai form tập, đó là form tập đầu tiên giữ dân người của mình ở hình chữ L, và sau đó rướn người lên chạm vào chân của bạn.
Hôm nay là form dễ hơn ở dạng chair sit up. Bạn thực hiện động tác sit up và rướn người lên thẳng lên trời. Tùy vào sức của bạn mà các bạn có thể lựa chọn form phù hợp. Mình không bắt buộc các bạn tập theo form nào, miễn sao các bạn cảm thấy phù hợp với sức của mình là được. Lúc thực hiện thì tương tự như khi nãy, lúc lên các bạn cố gắng thở ra để gồng bụng của mình một cách dễ dàng hơn. Xuống thì hít vào và giãn phần bụng của mình ra tối đa, như vậy cơ bụng của bạn sẽ được co, duỗi nhiều nhất trong động tác và nhịp thở của bạn cũng sẽ tuần tự một cách dễ dàng. Thực hiện chậm để cảm nhận độ hiệu quả tối đa của động tác. Tiếp tục có 30 giây nghỉ để chuẩn bị chuyển qua bài thứ 6. Bài thứ 6 sẽ là Side to Side Leg Raise. Là bài tập mà mình xem đó là tác động nhiều nhất vào phần bụng dưới của bạn. Chưa giờ mình cảm thấy bài tập nào ăn vào phần bụng dưới tốt như là bài tập này cả. Giữ người nghiêng, gầm bụng chặt, đưa chân của mình tuần tự từ bên này qua bên kia và ngược lại. Sau bài thứ 6 này thì chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy rất vui, bởi vì mình ra bài đúng theo yêu cầu của các bạn, đó là nâng cao độ khó trong những bài tập lần trước. Nhớ gầm bụng của mình chặt, người của bạn phải có xu hướng được kéo về phía trước. Nếu như lưng của các bạn bị ngửa về phía sau thì chắc chắn sẽ đau lưng. Nếu như cảm thấy lưng của mình bị ngửa thì ấn tay của bạn xuống đất chặt hơn, thì người của bạn nó có xu hướng được kéo về phía trước hiệu quả hơn. Lúc đánh chân thì bạn cố gắng đánh lên càng cao càng tốt, thì cơ bụng dưới của bạn sẽ được tận dụng càng nhiều, động tác sẽ càng hiệu quả. Và chúng ta đã hoàn thành xong 1/2 quãng đường trong chuỗi tập của ngày hôm nay. Đến nay thì chắc chắn bụng của các bạn cũng đã cảm thấy mỏi. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại với việc thúc đẩy nhịp tim của bạn lên cao với bài Hyper B. Bắt đầu với tư thế plank, rút chân thật nhanh, sau đó đứng dậy. Nói chung nó giống với bài burpee, nhưng mà khi chúng ta đứng dậy chúng ta không có nhảy, và khi xuống thì các bạn không cần phải chống đẩy. Miễn sao các bạn làm như thế này thật nhanh thì sẽ là ổn. Sắp hết 30 giây nghỉ và chuẩn bị chuyển ngay qua bài Hyper B. Các bạn nhớ thở đều và duy trì thực hiện động tác thật nhanh để tăng độ hiệu quả của động tác lên mức tối ưu nhất. Và đây đã là bài thứ 7 rồi, nên mình không muốn ép các bạn quá nhiều. Mình chọn bài tập tương đối dễ để dẫn dắt các bạn đến set tập cuối cùng. Những set tập cuối cùng sẽ là những set tập cực kỳ này, như vậy nó sẽ phát sức các bạn một cách hiệu quả và chúng ta có thể hoàn thành một set tập cùng nhau được. Mình hoàn toàn không muốn đạt các bài khó ban đầu, như vậy thì các bạn có thể bỏ ngay từ đầu và rất khó để các bạn có thể hoàn thành được mục tiêu tập luyện. Hoàn thành xong thì chúng ta sẽ có 30 giây nghỉ và chuẩn bị bài sắp tới sẽ là bài sit up. Mục đích tác dụng của bài sit up đó là vào phần bụng trên của bạn, tức là 4 múi ở phía trên. Bắt đầu với tư thế nằm bình thường, sau đó siết bụng của mình lại, thở ra, kéo người mình về phía trước. Các bạn cảm nhận làm sao lúc kéo lên bụng của bạn co đến vị trí tối đa thì dừng, sau đó hạ xuống. Tất nhiên lúc hạ xuống các bạn vẫn gồng bụng, và sau khi hạ xuống vị trí thấp nhất thì bụng của bạn được thả lỏng. Nhịp thở của động tác đó là khi các bạn gồng bụng kéo người mình về phía trước thì thở ra, xuống, bụng của bạn được giãn ra thì hít vào. Làm tuần tự, lúc các bạn gập lên vị trí tối đa thì bụng của bạn phải thở hết hơi ra, như vậy thì bạn gồng bụng sẽ cực kỳ hiệu quả. Hoàn thành xong thì tiếp tục có 30 giây nghỉ để chuẩn bị chuỗi bài Scissor Leg Raise. Bài này nó khác với lại Filter Kick. Lúc các bạn đá chân thì các bạn cố gắng đá chân lên vị trí vuông góc với mặt đất luôn. Đá càng cao càng tốt, như vậy thì bụng dưới của bạn nó sẽ được tác động càng nhiều. Đó là form mà mình tập. Với những bạn mà yếu hơn thì bạn có thể co chân lại thì động tác sẽ dễ. Và tiếp tục nghỉ cho đủ 30 giây. Với bài Scissor Leg Raise này thì nếu như các bạn cảm thấy nặng, các bạn có thể bước chân của mình hẹp thôi. Biên độ chuyển động hai chân của bạn ngắn thì bạn sẽ đỡ mệt hơn. Bạn thực hiện càng chậm thì động tác nó sẽ càng thốn. Bụng của bạn sẽ luôn luôn được căng trong khi thực hiện động tác, nên việc thở của bạn chỉ cần thở đều sẽ là ổn. Nhớ gồng toàn bộ phần bụng của mình, đừng để lưng hõm. Gồng không nổi thì các bạn có thể đè tay của mình xuống đất, kéo người mình về phía trước như mình đã từng hướng dẫn. Tiếp tục có 30 giây nghỉ để chuẩn bị chuyển qua bài thứ 10. Bài thứ 10 sẽ là ác mộng đối với các bạn, chắc chắn luôn là bài lên run nè.
các bạn chạy tại chỗ, khóa chân của mình chặt đánh toàn bộ phần thân trên, giống với các bạn đang chạy tốc độ cao vậy. Nhịp tim của bạn sẽ đẩy lên rất nhanh và bài này sẽ cực kỳ mệt. Bạn nghỉ ổn định cho đủ 30 giây để chuẩn bị chuyển của bạn lên runner. Đây chắc chắn sẽ là một bài tập cực kỳ đỉnh cao. Tim của bạn sẽ hoạt động cực kỳ vất vả và khả năng đốt mỡ của cơ thể sẽ được huy động một cách tuyệt đối. Đây là bài cardio cuối cùng nên mình sẽ chọn bài nặng nhất để giúp cho bạn vắt kiệt sức toàn bộ phần cơ thể của mình. Như vậy thì nhịp tim của bạn sẽ được đẩy lên cao một cách hiệu quả. Bởi vì đây là những set cuối rồi nên mình tin tưởng chắc chắn các bạn sẽ hoàn thành được. Nhớ điều chỉnh tốc độ của mình làm sao cho nhanh nhất có thể để đẩy nhịp tim của mình lên cao. Độ hiệu quả của nó nằm ở việc đẩy nhịp tim lên cao, nên phải lưu ý đẩy nhịp tim của mình lên mức tối đa mà mình có thể. Tập bài này với tốc độ như mình ở đây, bạn nào nói nhẹ thì cứ bình luận phía bên dưới để mình gửi cho tài khoản mà làm chủ kênh. Thực sự nó rất nặng. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị chuyển qua bài knee crunch. Bài này thì chúng ta tập bài crunch như thông thường, bắt chéo chân và cùi chỏ của bạn hướng tới việc chạm đầu gối. Tất nhiên là sẽ không thể chạm nổi đâu, nhưng mà chuyển động của nó là như vậy. Các bạn quan sát kỹ để thực hiện cho đúng. Đây là bài thứ 11 rồi nên cố gắng. Nào, bắt đầu. Mỗi bên 10 cái. Lúc lên thì thở, lúc xuống thì vào, thực hiện chậm rãi. Nếu như cảm thấy nặng, tay bên kia của bạn có thể ấn xuống đất để hỗ trợ lực đẩy về phía trước cho phần bụng của mình. Và đổi bên. Đây là bài thứ 11, mình biết các bạn rất nặng nhưng vẫn còn bài cuối, hãy cố gắng thực hiện hoàn thành set tập này. Bài cuối cùng, Knee to Elbow Sit-up. Bài này sẽ cực kỳ nặng để tác động vào toàn bộ phần bụng của bạn luôn, đặc biệt là phần bụng dưới. Bắt đầu với tư thế hold rock, giữ cho người của bạn thẳng và sau đó đưa cùi chỏ và đầu gối của bạn chạm nhau kết hợp với việc gồng bụng. Nghỉ cho đủ 30 giây và chuẩn bị chuyển qua bài này để phát sức toàn bộ phần bụng của bạn đến giọt sức cuối cùng. Lưu ý của động tác đó là hãy chú tâm vào chuyển động, co người của mình thành hình cung, bụng của bạn sẽ được gồng tối đa, chứ đừng chú trọng quá nhiều vào việc chạm cùi chỏ và đầu gối. Chuyển động chạm này không có giá trị, chuyển động gập nó mới có giá trị, và hãy chú tâm vào chuyển động gập này. Và chúng ta đã hoàn thành xong, bây giờ mình sẽ có một số giải đáp cho các bạn thắc mắc. Và vừa rồi thì chúng ta vừa kết thúc xong set tập 12 phút tập bụng. Có nhiều bạn hỏi mình rằng tại sao Nam Anh đã ốm rồi mà ông tới còn bắt tập cardio nữa, còn bắt giảm mỡ nữa. Là mình xin được giải thích như sau. Người của Nam Anh mỏng và bạn ấy ốm là bởi vì bạn ấy có ít cơ. Việc ở đây là mình cần xây dựng cho bạn ấy một lượng cơ nhất định thì bạn ấy sẽ tăng to hơn. Và việc có đắp thêm nhiều mỡ vào nó cũng không có tác dụng gì về mặt đẹp của body hay là giúp cho sức khỏe bạn ấy tốt hơn cả. Các bạn có thể thấy tỷ lệ mỡ của mình và Nam Anh ở đây nó xem nhau, nên việc giảm mỡ để nét cơ là điều hết sức bình thường, nên mong các bạn hiểu điều này. Giờ mình có đắp cho bạn ấy bao nhiêu mỡ đi chăng nữa thì bạn ấy cũng không khỏe lên đâu. Giờ mình sẽ tập cho bạn ấy to lên về mặt cơ bắp và mỡ ở một tỷ lệ nhất định thì bạn ấy mới đẹp được, chứ không phải mình cho bạn ấy ăn một mớ đường hay là không cho bạn ấy tập cardio để bạn ấy mập lên thì nó sẽ đẹp. Các bạn nên có định nghĩa nó đồng quan điểm với mình về mặt sức khỏe, cơ bắp và tỷ lệ mỡ trên người thì nó sẽ dễ nói chuyện hơn. Ok, nó là như vậy. Và chúc các bạn tập luyện hiệu quả và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.